Tỳ sa la na ca năng paripun năng phép quy tâm bảo tròn đủ chỉ có bấy nhiêu. A ma pan te dạ xin vâng. Ba na ti ba ta ve ra ma ni sa kha ba đăng sa ma di ya mi. Con xin vâng giữ điều học là có ý tránh xa sự sát sanh. Adina da na Về Ramani Sakha Badang Sama Diyami, con xin vâng giữ điều học là có ý tránh xa sự trộm cắp. Kame Sumicha Chara Về Ramani Sakha Badang Sama Diyami, con xin vâng giữ điều học là có ý tránh xa sự tà dâm. Musa Wada Về Ramani Sakha Badang Sama Diyami, con xin vâng giữ điều học là có ý tránh xa sự nói dối. Sura me ra yam chấp ma da tha na we ra ma ni se kha ba đăng sa ma di ya mi, con xin vâng giữ điều học là có ý tránh xa sự dễ uống rượu và các chất sai. Panatipata viramani sikha padang samadhiyami, con xin vâng giữ điều học là quý chánh xa sự sát sanh. Adinna dana viramani sikha padang samadhiyami, con xin vâng giữ điều học là quý chánh xa sự trộm cắp. Kame sumichachara viramani sikha padang samadhiyami, con xin vâng giữ điều học là quý chánh xa sự tà dâm. Musa Wada Veramani Sikha Padang Samadhiyami, con xin vâng giữ điều học là quý chánh xa sự nói dối. Sura Meraya Macha Pamathathana Veramani Sikha Padang Samadhiyami, con xin vâng giữ điều học là quý chánh xa sự dễ dối uống rượu và các chất say. Imani bancha sikha padane sadhukang katwa apamane nicca kalang sammar kitabang. Chỉ thiện tinh nên thọ truyền ở dưới này cho được trong sạch với vẫn giữ hành theo cho nên trọn đời chẳng nên đi vui. Ama phan te dạ xin vâng. Silena sugatan yanti silena phu sambada silena niputan yanti tasma silang viso thaye. Các chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ giữ giới, các chúng sanh được giàu sang cũng nhờ giữ giới, các chúng sanh giải thoát nhập niết bàn cũng nhờ giữ giới. Bởi các cớ nên chư thiện tính phải ráng thọ trì giới luật cho được trong sạch, đừng có lâm nhơ. Sa thu sa thu lần thay. Và thay mặt đại chúng trong rung, con xin được thành kính tri ân đại đức Minh Hạnh Lão Tư Bình Hỷ thay mặt chư đại đức tăng để truyền tam quy ngũ giới đến hàng Phật tử chúng con. Với lòng thành kính đảnh lễ tán dương đức tam bảo tụng kinh và thọ trì giới, phần phước phát sanh lên, chúng con xin hồi hướng đến các vị huân thầy tổ ông bà cha mẹ, thân bằng quyến thuộc nội ngoại hai bên của chúng con đã quá vãng, cầu mong cho các vị ấy tùy hỷ phần phước nào rồi được tái sanh về nơi nhàn cảnh, bằng đã tái sanh và nơi an vui nào rồi thì sự an vui càng thêm tăng tiến. Do phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đầy, hãy là món duyên lành để chứng đắc A-la-hán, thánh đạo, thánh quả, niết bàn, duyệt đọa tuyệt bội, phiền não ngũ ngầm nơi tâm. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya, và kính bạch cho đại đức tăng. Kính thưa quý tu nữ cùng toàn thể đạo tràng, sau phần lễ bái tam bảo tụng kinh tỏ trì quý giới, Avatthana thấy cô tu nữ như pháp đã vào đạo tràng, nó không có xin được nhận lại cho cô tu nữ như pháp. Kính mời cô. Dạ, sa thú, kính cảm ơn. Mình Vatthana.
Nam mô Bụt Thaya, Nam mô Tham Maya, Nam mô Sanghaya. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Dạ, cảm ơn cô Đăng Đông. Pháp Môn Lào Cai cho Như Pháp biết được tín hiệu. Con thành kính, con tu nữ Như Pháp thành kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tịnh Đạt, Đại Đức Kỷ Đức cùng Chư Tôn Đức hiện diện trong đạo tràng. Như Pháp kính lễ quý bà biết cô tu nữ, Như Pháp kính lễ cô tu nữ Tệ Duyên. Như Pháp kính chào Vinh Quách Tha Ná, kính chào Maha Đá Chá, kính chào Thầm Má Su Khá, mến chào Thi An Lạc, kính chào người phương Nam, kính chào Buôn Bỏ, mến chào cô Rạng Đông, mến chào cô Cẩm Vân, kính chào Hiển Mộng, mến chào Châu Phan, kính chào IQ em đó, kính chào anh chị Phan Quang Liêm, mến chào Pháp Nguồn Lào Cai, kính chào bên nhà sĩ, kính chào Sati Amata. Một lần nữa con thành kính lãnh lễ Chư Tôn Đức, Như Pháp kính chào đạo tràng. Sa thú lành thai, Như Pháp xin thay mặt đạo tràng kính cảm ơn Quách Tha Ná đã thay mặt đạo tràng lễ bái Tam Bảo và thọ trì vi giới. Mặc dù sức khỏe ở Vinh không có tốt, dạ, Như Pháp nghe giọng Vinh càng ra luôn, nhưng mà đã cố gắng để hoàn thành mà thực sự ngày hôm nay rất là tri ân Vinh. Và Như Pháp cũng xin thay mặt đạo tràng kính cảm ơn cô Rạng Đông đã mở room và cho đạo tràng được thính pháp. Dạ, Nam Mô Bụt Thaya. Dạ, kính chào gia nhân trong room người vào đạo tràng. Dạ, bây giờ thì còn 2 phút nữa theo đồng hồ của con mới đến giờ của Đại Đức Tịnh Đạt điều hợp cũng như ôn tập ba bài ngày hôm nay phẩm thứ 9 và bài 126, 127 và 128. Nhưng mà con thấy sư đã vào đạo tràng, bây giờ sư có thể cho con thay mặt đạo tràng để cung thỉnh pháp sư không ạ? Sư có sẵn sàng chưa? Bạch sư, con kính tri ân sư rất là nhiều. Dạ, mến chào Quang Thanh và chào đạo tràng. Như Pháp kính mời đạo tràng cùng với Như Pháp lắng tâm thanh tịnh cung thỉnh pháp sư trước khi đạo tràng chúng ta được Đại Đức Tịnh Đạt giảng giải cũng như điều hợp chương trình học ngày hôm nay. Nam mô ta sa bhagavato arahato Samma Sambuddhassa Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Phạm Thiên Vận ngậm ngùi khẩn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng dị hơi, quyết lòng mở đạo dạy đời, nhâm phường lộc giả ngài dời chân sang. Thuyết pháp độ các hàng đệ tử, có năm này thính dự pháp từ, đó là nhóm kiều trận như, được niệm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang pháp 45 hà dạp vẹn toàn, một lòng chẳng thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ân phổ cập, đám mưa lành rưỡi khắp thế gian, bởi nhân cơ tính rõ ràng, thỉnh ngài thuyết pháp nói đàn tự bi. Chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tối nay cầu được đi tri vẹn toàn. Nam mô Bụt Thaya và đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh. Con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thịnh Đại Đức Tịnh Đạt từ bi hoan hỷ đăng đàn để chúng con được ôn tập ba bài học ngày hôm nay câu pháp của kinh số 126, 127 và 128.
Cho một lần nữa chúng con thành đảnh lễ cung thỉnh Đại Đức Tịnh Đạt hướng dẫn cho chúng con. Dạ Nam Mô Bụt Thầy dạ. Như pháp kính chúc đạo tràng một buổi học ôn tập được an vui tiến hóa. Dạ con kính dân mít đến sư ạ. Nam Mô Bụt Thầy dạ. Dạ Nam Mô Bụt Thầy dạ. Dạ thì có nghe được âm thanh không ạ? Dạ cảm ơn quý vị. À, ngày hôm nay đến giờ này chuẩn bị vào giảng thì chỗ hiện tại đang bị trời mưa và đang nên ngày không có ánh sáng. Ngày hôm nay sẽ tiếp tục kể cáo một ngôn pháp quốc dạ. Vì có nghe thời gian các nghe được chưa ạ? Một mừng nếu là để sẵn sàng và âm thanh cũng tốt quá thì chúng ta sẽ bắt đầu cho buổi hoạt ạ. Arahang sammabuddho bhagavato Bhutang Bhagavantang Abhivademi Sokhato Bhagavata Dhammo Dhammang Namassami Suppatipanno Bhagavato Savakasangho Sanghang Namami. Dạ Nam Mô Bụt Thầy dạ. Một lần nữa con xin kính lễ chư tăng thượng đồng thượng tọa minh hành đại đức tỷ đức cùng chư quý vị đang hiện diện ở diễn đàn pháp quốc kinh. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục ôn tập cuối tuần. Tuần rồi thì do là Tịnh Đạt không có online được nên chúng ta bỏ qua một kỳ. Và kỳ này thì chúng ta sẽ tiếp tục với ba câu kệ ngôn pháp cú số 126, 127 và 128. Và mong rằng ngày hôm nay chúng ta sẽ ôn tập đạt được nhiều cái kết quả tốt đẹp. Và bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu cho cái buổi sinh hoạt. Dạ cảm ơn bác Quá Thành Á đã hỗ trợ đưa bài. Pháp Cú Kinh Phẩm Ba Ba Quốc Gá Phẩm Ác câu số 126. Gappa me ke upajanti nirayang ba ba kamino sakgang sugati no yanti Barini panti anasawa apa meke upacanti nirayang baba kamino sakang subati yanti barini panti anasawa. Một số sinh thai kẻ ác sinh địa ngục, người thiện lên cõi trời vô lậu chứng niết bàn. Một số sinh bào thai kẻ ác sinh địa ngục, người thiền lên cõi trời vô lậu chứng niết bàn. Câu số 127.
Na antalikhe na samuda mache Na papata nang viwarang bhavisa Na vichati so jagatipade so Yathati no mucheya babakamma Na antalikhe na samuda mache Na papata nang viwarang bhavisa Na vichati so jagatipade so Yathati to mucheya babakamma Không trên trời giữa biển, không lánh vào động núi, không chỗ nào trên đời trốn được quả ác nghiệp. Không trên trời giữa biển, không lánh vào động núi, không chỗ nào trên đời trốn được quả ác nghiệp. Câu số 128. Na antalikhe na samuda mache Na papata nang viwarang bhavisa Na vichati so jagatipade so Yathati tang napad sahaya mucha machu Na antalikhe na samuda mache Na viwarang bhavisa Na vichati so jagatipade so Yathati tang napasahaya machu Không trên trời giữa biển, không lánh vào động núi, không chỗ nào trên đời trốn khỏi tai thần chết. Không trên trời giữa biển, không lánh vào động núi, không chỗ nào trên đời trốn khỏi tai thần chết. Bạn Việt ngữ của Ngài Hòa Thượng Minh Châu. Nam Mô Bụt Thầy Giá. Và một lần nữa xin cảm ơn bác Quả Thanh Á đã hỗ trợ đưa bài. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay thì chúng ta ôn ba câu kệ ngôn 126, 127 và 128 là ba câu kệ ngôn kết thúc cho cái phẩm Ba Báo Quốc Giá Phẩm Ác. Thì qua cái phẩm, từng phẩm mà chúng ta ôn tập như vậy đó, đây là phẩm thứ 9 rồi, thì ít nhiều thì những người mà chúng ta, những người mà đã từng nghe giảng, giải thích, cũng như là một lần nữa chúng ta tham gia cái buổi ôn tập cuối tuần này, chúng ta đọc lại, chúng ta nghiền ngẫm lại những cái lời dạy của Đức Phật từ ngàn xưa, cũng như là những cái bài học kinh nghiệm thực tế của những người tiền nhân đi trước. Phẩm Ba Báo Quốc Giá Phẩm Ác, như chúng ta đã được nghe và chúng ta đã được ôn, thì phải nói rằng đây là cái phẩm mà nói rất là nhiều khía cạnh và dẫn chứng nhiều cái việc làm thiện, các việc làm ác, và nói lên một cái vấn đề, đó là về cái nhân quả nghiệp báo. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ được thấy một cái cảnh, một cái hiện tượng, cũng như là một cái cách làm việc của nghiệp báo nhân quả, về cái thiện, về cái ác. Và ngày hôm nay thì phải nói rằng có những câu kệ ngôn rất là tâm đắc, rất là gần gũi và rất là đáng để mà chúng ta ghi nhớ và suy niệm, nói về cái việc mà cho là trốn tránh, hay là có tìm cách để mà né, để mà trốn thì cũng không bao giờ thoát được. Thì một lát nữa chúng ta cũng như là tích truyền sự để chúng ta ôn lại, hiểu rõ thêm. Bây giờ thì xin kính mời
tất cả quý vị chúng ta hãy bắt đầu để cho tiếp tục cái việc ôn tập ngày cuối tuần. Thầy giá, dạ, người đầu tiên thì vị đầu tiên xin kính mời cô Rạng Đông ạ. Dạ, kính mời cô. Sa thu lầm thai, con thành kính tri ân đại đức Tịnh Đà. Con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp và ân đức Tăng. Con kính đảnh lễ chư tôn đức trong đạo tràng. Con kính đảnh lễ thượng tọa minh hạnh đại đức Tịnh Đạt, đại đức Tuệ Đức, cô tu nữ Tuệ Duyên, cô tu nữ Ngọc Tấn, không thấy. Con kính chào đạo tràng. Dạ, kính cảm ơn quý vị cho biết tín hiệu nghe rõ. Sau đây con xin đọc câu pháp cú số 126. Gặp pha mê kê úc bách tràn ti, ni ra dặn bà bả cầm mi nô, sát gần su ga ti nô dặn ti, bà ri nếp bàn ti, a na sa hoa. Một số sinh bào thai, kẻ ác sinh địa ngục, người thiện lên cõi trời, vô lậu chứng niết bàn. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Gặp bà mê kê úc bay tràn ti ni ra dằng bà ba cầm mi nô sát gần su ga ti nô dằn ti ba ri ni bàn ti a na sa hoa. Một số sinh bào thai, kẻ ác sinh địa ngục, người thiện lên cõi trời, vô lậu chứng niết bàn. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, sau đây con xin kính đọc duyên sự. Một vị trưởng lão nọ thường đến thọ thực tại nhà một người chuyên làm nghề mài kim cương. Ngày kia, trong lúc chủ nhà đi vào trong, một con chim từ phía sau đáp xuống và nuốt mất một hòn kim cương trước mắt vị trưởng lão. Chủ nhà trở ra thấy mất một viên ngọc đã tội vị tăng sĩ. Thầy xác nhận mình không có lấy, nhưng chủ nhà không tin. Sau đó mặc cho người vợ can ngăn, người chồng đã đánh đập thầy một cách tàn nhẫn, máu chảy đồng dũng dưới đất. Con chim thấy máu bay trở xuống để uống. Trong cơn giận dữ, tên chủ nhà đá con chim văng ra chết. Lúc ấy vị trưởng lão mới thuật lại tự sự. Chủ nhà theo lời mổ bụng chim đã chết thì tìm ra viên ngọc và xin sám hối. Vị trưởng lão từ bi chấp nhận lời sám hối và an ủi. Ông không có tội chi mà ta cũng không có tội. Đây chẳng qua là nghiệp quả trong dòng luân hồi. Khi vị tỳ khu trở về hầu Phật, bạch lại đầu đuôi câu chuyện, Đức Phật dạy rằng chính hành động quyết định cho sự tái sanh, hành động hiện tại quyết định cho cuộc tái sanh trong tương lai. Dạ thưa hết, cảm ơn huynh Vát Tha Ná đã post bài. Kính mời cô Cẩm Vân. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sam Ca Giá. Con kính lĩnh đệ thượng tọa minh hạnh đại đức Tịnh Đạt, đại đức Thời Đức cùng chư tôn đức. Kính chào quý cô tu nữ cùng quý đạo hữu trong room. Con xin đọc ôn bài câu số 127. Na an ta lích khe na sa mốt đá mát chê na pát pá ta năng quý quá răng pá quýt xá na quýt chá tì sô chá gá tiếp pá đề sô giác thát khí tô chì giá ba ba cầm ma na an ta li khê na sa mút đá mát chê na pát pá ta năng quý rá quý quá rằng pá quýt xá na quýt chá tì sô chá giá tí chá giá tiếp pá đề sô giác thác thí tô mút chì giá pa pá cầm ma na an ta lít
khê na sam na samut da mat che na pat pa ta nang vi wa rang pa vi cha na vi cha ti so cha ga ti cha ga ti pa de so ya thát thi tô mút chì giá pa pa cam ma. Không trên trời giữa biển, không lánh vào động núi, không chỗ nào trên đời không được quả ác nghiệp. Bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu. Ba nhóm các vị tỳ khu sau mùa an cư đã lên đường trở về chùa, chê tá quá ná đến ý kiến Đức Phật. Trên đường đi, nhóm thứ nhất thấy một con quạ đang bay bị thiêu đốt đến chết. Nhóm thứ nhì thấy một thiếu phụ bị chết đắm giữa đại dương. Còn nhóm thứ ba chính là bảy vị tỳ khu bị nhốt trong hang đá suốt 7 ngày. Tất cả ba nhóm ấy đều xin Đức Phật giải thích về những điều mình gặp. Đức Phật giải rằng, trong một tiền kiếp, con quạ làm anh nông dân hung bạo, thiêu đốt đến chết một con bò lười biếng. Người thiếu phụ đã trấn nước một con chó đến chết, và bảy vị tỳ khu chính là bảy đứa bé chăn bò đã bít miệng hang của một con kỳ đà trong suốt 7 ngày. Đức Phật thêm rằng không ai trách được hậu quả của nghiệp ác đã tạo. Một khi con người đã tạo nghiệp ác rồi, dầu cho bay lên trời, lặn xuống biển hoặc vào trong hang núi cũng không thoát khỏi quả của nghiệp. Và hết. Và cảm ơn Cẩm Vân đã đọc bài xong. Mến mời bàn tay của chị Lạc Lê. Dạ, kính cảm ơn chị Cẩm Vân. Dạ. Chờ con Lạc Lê, trước hết con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo. Dạ, Nam Mô Bố Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Khai Giá. Con kính đảnh lễ Tịnh Đà, con kính đảnh lễ chị Ăn với cô tu nữ. Mến chào tất cả Phật tử. Dạ, kính cảm ơn cô tín nữ Pháp và chị Trần Đạo. Dạ, con kính cảm ơn Đại Đức Tịnh Đà, Quang Thanh, Pháp Nguồn Trạng Đông đã cho biết âm thanh rõ. Dạ, bây giờ con không làm mất thời gian, con xin đọc câu Pháp Cú số 127 và 28. Na ang talik khe na samut đam ma che na pat pa ba ta nang quy quang rằng ba rích xa na quy cha tí so ya gati gati bát đề so yat tha thi to mut che mut che 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 cha ai che ya ba ba kham ma. Và không trên trời giữa biển, không lánh vào động núi, không chỗ nào trên đời trốn được quả ác nghiệp. Và đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Ba nhóm các vị tỳ khưu sau mùa an cư đã lên đường trở về chùa. Chê Tá Quán Ná đến ý kiến Đức Phật. Trên đường đi, nhóm thứ nhất thấy một con quạ đang bay bị thiêu đốt đến chết. Nhóm thứ nhì thấy một thiếu phụ bị chết đắm giữa đại dương. Còn nhóm thứ ba chính là bảy vị tỳ khưu bị nhốt trong hang đá suốt 7 ngày. Tất cả ba cái nhóm ấy đều xin Đức Phật giải thích về những cái điều mình gặp. Đức Phật giải rằng, trong một cái tiền kiếp, con quạ làm anh nông dân hung bạo, thiêu đốt đến chết một con bò lười biếng. Người thiếu phụ đã trấn nước một con chó đến chết, và bảy vị
tỳ khưu chính là bảy đứa bé chăn bò đã bịt miệng hang một con kỳ đà. Trong suốt bảy ngày, Đức Phật thêm rằng không ai tránh được cái hậu quả của nghiệp ác đã tạo. Một khi con người đã tạo nghiệp ác rồi, dầu cho bay lên trời, lặn xuống biển hoặc vào trong hang núi, không thoát khỏi cái quả nghiệp già hết. Và con xin đọc câu pháp cú số 128 con mới thấy được. Con xóa đi. Dạ, 126 mà con chưa đọc rồi con xin đọc. Gấp phá mê kê út phá chành tí ni gia rằng và phá khầm mi nô gắt gầm su ga tí nô dành tí bà rí ní phá tí a nà sa quà. Một số sinh bào thai, kẻ ác sinh địa ngục, người thiện lên cõi trời, vô lậu chứng niết bàn. Và bản dịch của Hòa Thượng Thích Châu: một vị trưởng lão nọ thường thọ thực tại nhà một cái người chuyên làm nghề mài kim cương. Ngày kia, trong cái lúc chủ nhà đi vào trong một cái con chim từ cái phía sau lại vào ngày kia trong lúc chủ nhà đi vào trong một con chim từ phía sau đáp xuống và nuốt mất một cái hồn kim cương. Trước mắt vị trưởng lão chủ nhà trở ra thấy mất một cái viên ngọc đã cặt khỏi vị tăng sĩ. Thầy có xác nhận mình không có lấy, nhưng chủ nhà không tin. Sau đó, mặc cho người vợ can ngăn, người chồng đã đánh đập thầy một cách tàn nhẫn, máu chảy đọng vũng dưới đất. Con chim thấy máu bay trở xuống để uống. Trong cái cơn giận dữ, thấy người nhà bào con chim lãng ra nằm văng ra chết. Lúc ấy vị trưởng lão mới thuật lại tự sự. Chủ nhà theo lời mổ bụng con chim ra và thì ra Thái Viên Ngọc đã xin sám hối. Vị trưởng lão từ bi chấp nhận lời sám hối và an ủi: ông không có tội mà ta cũng không có tội. Đây chẳng qua là nghiệp quả trong cái vòng luân hồi. Khi cái vị tỳ khưu trở về, hầu Phật bạch lại dạo vui động bạch lại câu chuyện. Đức Phật dạy rằng chính hành động quyết định cho cái sự tái sanh, hành động hiện tại quyết định cuộc tái sanh trong tương lai. Dạ hết. Dạ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca. Con đọc hơi lộn xộn câu 26, 27. Thì bây giờ, con có câu 28 rồi nè. Mô Phật, không biết cái này, hồi nãy con đọc câu 28 rồi. Thôi, bây giờ chắc con không có làm mất thời gian. Con tới 26 rồi. Con xóa đi. Dạ thôi, để con xin dừng biết lại cho vị khác. Con sám hối để Đức Tịnh Đạt ạ. Con đọc tình bậy tình bạ quá. Mệt cơ. Con mệt cơ. Dạ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca, Nam Mô Tham Ma, Nam Mô Sang Kha. Dạ, con đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, con kính đảnh lễ Đại Đức Tịnh Đạt, con kính đảnh lễ Đại Đức Tuệ Đức, con kính lễ cô tu nữ Như Pháp, cô tu nữ Tuệ Duyên. Dạ, con xin đọc câu 128. Dạ, xin cảm ơn chú Bổn Sư Thích Ca. Con xin được phép được đọc ạ. Na an ta lịch khê na sam mốt đa mạch chê na
na pa ba ta nang win wa rang pa wis sa ma chik chat ti na wik chat ti so cha ga tip ba de so chat that thit tang na pa sa hay ya mạch trụ không trên trời giữa biển, không lánh vào động núi, không chỗ nào trốn khỏi tay thần chết. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con xin đọc duyên sự ạ. 128. Vua Xúc Bá Bút Thá, phụ thân của công chúa Yaso Thá Ra, tức giận Đức Phật vì ngài bỏ con gái của vua ra đi và làm lễ xuất gia cho hoàng tử Đê Quá Đắc Na, nên lấy làm tức giận không ngừng quấy rối Đức Phật. Một lần nọ, Đức Vua đã ra lệnh đóng các cổng thành cản trở không cho Đức Phật và chư tăng đi khất thực. Đức Phật nhận thấy ác nghiệp của Đức Vua quá trầm trọng và tiên đoán rằng nhà vua sẽ chết một cách thê thảm sau 7 ngày. Về phần vua Xúc Bá Bút Thá, khi nghe lời tiên đoán như vậy đã tìm mọi cách để trốn tránh tai họa. Đức vua cho mang tất cả đồ vật như nhu dụng của mình lên tầng lầu thứ 7, sai người dẹp bỏ cầu thang rồi đóng cửa cái lại. Tại mỗi cửa của mỗi tầng lầu, Đức Vua bố trí sai người, lực sĩ canh gác và dặn họ, nếu thấy chẫm dễ ruôi muốn đi xuống lầu, hai người hãy ngăn cản lại. Nhưng do ác nghiệp quá nặng, sau cùng Đức Vua cũng phải chịu một cái chết vô cùng ghê gớm. Bị đất rút qua ý nghĩa này cho ta thấy, dù... Dạ, cho con xin thêm bài ạ. Dạ, cho con xin thêm bài. Qua ý nghĩa này cho ta thấy, dù về phần vua Xúc Bá Bút Thá, khi nghe lời tiên đoán như vậy đã tìm mọi cách để trốn tránh tai họa. Đức vua cho mang tất cả đồ vật nhu dụng của mình lên tầng lầu thứ 7, sai người dọn dẹp bỏ cầu thang rồi đóng cửa cái lại. Tại mỗi cửa của mỗi cầu tầng lầu, Đức Vua bố trí hai người lực sĩ canh gác và dặn họ, nếu thấy chẫm dễ ruôi muốn đi xuống lầu, hai người hãy ngăn cản lại. Nhưng mà ác nghiệp quá nặng, sau cùng Đức Vua cũng phải chịu một cái chết vô cùng ghê gớm, bị đất rút. Qua ý nghĩa này cho ta thấy, dù con người có trốn ở trên trời, dưới biển hay hang núi cũng không trốn tránh được tử thần. Dạ hết ạ, con đã đọc xong, con xin được xuống mic. Mời chú Trần Đạo ạ. Dạ, con xin xuống mic. Dạ, Nam Mô Bất Thầy Giá, Nam Mô Thâm Mà Giá, Nam Mô Thâm Mà Giá. Con kính lãnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh Đại Đức, Tịnh Đạt Đại Đức, Tịnh Đức cùng con Đức Tông. Kính lãnh lễ cũng như Pháp, kính chào quý anh chị trong đạo tràng. Cảm ơn chị Nhật Bình. Cô Như Pháp cho biết tín hiệu nghe rõ. Con xin đọc câu kinh Pháp Cú số 106 ạ. Gấp ba mê kê ú pháp chăng tí ní ra dần ba ba cầm ní nô sắc gầm su gá tí nô dần tí ba ví nít bằng tí ana xá hòa. Một số sinh bào thai, kẻ khác sinh địa ngục, người thiện lên cõi trời, vô lậu chứng niết bàn. Đó là phổ thơ của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Một vị trưởng lão nọ thường đứng thọ thực là một người chuyên làm nghề mài kim cương. Ngày kia, trong lúc ở nhà đi vào trong, một con chim từ phía sau đáp xuống và nuốt mất một hòn kim cương trước mặt vị trưởng lão. Chủ nhà trở ra thấy mất một viên ngọc, đã cật hỏi vị tăng sĩ.
Thầy xác nhận mình không có lấy, nhưng chủ nhà không tin. Sau đó mặc cho người vợ cản ngăn, người chồng đã đánh đập thầy một cách tàn nhẫn. Máu chảy đồng đũng dưới đất, con chim thấy máu bay trở xuống để uống. Trong cơn giận dữ, tên chủ nhà đá con chim văng ra chết. Lúc ấy vị trưởng lão mới thuật lại tự sự. Nhà theo lời, mổ bụng chim đã chết thì tìm ra dinh học và xin sám hối. Vị trưởng lão từ bi chấp nhận lời sám hối và an ủi. Ông không có tội chi mà ta cũng không có tội. Đây chẳng qua nghiệp quả trong dòng luân hồi. Khi vị tỳ khô vừa trở về hậu Phật bạch lại đầu đuôi câu chuyện, Đức Phật dạy rằng chính hành động quyết định cho sự tái sanh. Hành động hiện tại quyết định cuộc tái sanh trong tương lai. Dạ, con đã đọc xong ạ. Cảm ơn Quynh Quách Thana và chị Đăng Đông đã bốt bài. Dạ, con kính mời cô Tu Nữ Tự Duyên ạ. Dạ, sa tu. Cảm ơn đạo. Nam mô Bụt Thaya. Nam mô Thammaya, Nam mô Sanghaya. Con thành kính đảnh lễ chư tôn đức. Kính lễ thượng tọa minh hạnh đại đức Tuệ Đức, đại đức Tịnh Đạt, quý cô tu nữ và thân chào đại chúng. Và bây giờ con xin đọc kinh Pháp Cú số 128. Và cảm ơn Quỳnh. Na antalikhe nasamuddhammacche napap bát tà năng quý quá rằng bát xí xá bát quý xá na quý cha tì sô cha gát tí bát đề sô giá tha thi tăng nát bát xá hay giá mắt chú na an ta li khe na sa muôn đà mắt chê na bát bát tăng na bát bát ta năng vi qua rằng ba vi a vi chất so chất gạt ti ba đề so ya tha ti tăng na ba sa hay ya ma chu nam ta li khe na samuddhammacche na papatanang vikvarang bhavisa na vichati so jagati padde so yathati tang na basa hay yamat chú. Không trên trời giữa biển, không lánh vào động núi, không chỗ nào trên đời trốn khỏi tay thần chết. Phổ thơ Hòa Thượng Thích Minh Đâu. Vua Súc Bắp Bích Thá, phụ thân của công chúa Yasô Thà Ra, tức giận Đức Phật vì ngài bỏ con gái, vì ngài bỏ con gái của vua ra đi và làm lễ cho hoàng đế Vadatta nên lấy làm tức giận, không ngừng quấy rối Đức Phật. Một lần nọ, Đức vua đã ra lệnh đóng các cổng thành cản trở không cho Đức Phật và chư tăng đi khất thực. Đức Phật nhận thấy ác nghiệp của Đức vua quá trầm và tiên đoán rằng nhà vua sẽ chết một cách thê thảm sau 7 ngày. Về phần vua Suppabuddha, khi nghe lời tiên đoán như vậy đã tìm mọi cách để cố tránh tai họa. Đức vua cho mang tất cả đồ đạc, cho Đức vua cho mang tất cả đồ vật nhu dụng của mình lên tầng lầu thứ bảy, sai người dẹp bỏ cầu thang rồi đóng cửa cái lại.
tại mỗi cửa của mỗi tầng lầu, Đức Vua bố trí hai người lực sĩ canh gác và dặn họ, nếu thấy trẫm dễ vui muốn đi xuống lầu, hai người hãy ngăn cản lại. Nhưng do ác nghiệp quá nặng, sau cùng Đức Vua cũng phải chịu một cái chết vô cùng ghê gớm, bị đắt rút. Qua ý nghĩa này cho ta thấy dù con người có trốn ở trên đời, dưới biển hay hang núi cũng không trốn tránh được tử thần. Dạ hết. Dạ cảm ơn chị Rằng Đông và Quynh Quát Thanh Á đã bóp bài. Dạ bây giờ Thủy Duyên xin này. Dạ đã thấy tín hiệu của Quynh. Dạ. Sa thu lần thay của tôi nữ Thủy Duyên. Nam mô Phật Tha Ya, Nam mô Tham Ma Ya, Nam mô Sang Kha Ya. Kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính đảnh lễ chư Đại Đức Tăng trong đạo tràng. Kính chào quý tu nữ cùng toàn thể các quý đạo hữu trong room. Dạ con xin được kể kinh pháp cú số 127. Nan ta li khe na sa mu da ma che Na pa ba ta nang vi va rang pa vi sa Na vi cha ti so cha ga ti pa de so Ya tha thi to muk cha ya pa pa kam ma Na an ta li khe na sa mu da ma che Na pa ba ta nang vi va rang pa vi sa Na vi cha ti so cha yak ti pa de so Yat tha thi to muk cha ya pa pa kam ma. Không trên trời giữa biển, không đánh vào động núi, không chỗ nào trên đời trốn được quả ác nghiệp. Bản dịch của Ngài Minh Châu. Ba nhóm các tỳ khưu sau mùa an cư đã lên đường trở về chùa Chetavana. Đến yết kiến Đức Phật trên đường đi, nhóm thứ nhất thấy một con quả đang bay bị thiêu đốt đến chết. Nhóm thứ nhì thấy một thiếu phụ bị chết đắm giữa đại dương. Còn nhóm thứ ba chính là bảy vị tỳ khưu bị nhốt trong hang đá suốt 7 ngày. Tất cả ba nhóm ấy đều xin Đức Phật giải thích về những điều mình gặp. Đức Phật giải rằng trong một tiền kiếp, con quả làm anh nông dân hung bạo, thiêu đốt đến chết một con bò lười biếng. Người thiếu phụ đã chấn nước một con chó đến chết và bảy vị tỳ khưu chính là bảy đứa trẻ chăn bò đã bít miệng hang một con kỳ đà trong suốt 7 ngày. Đức Phật thêm rằng không ai tránh được hậu quả của nghiệp ác đã tạo. Một khi con người đã tạo nghiệp ác rồi, dầu cho bay lên trời, lặn xuống biển hoặc vào trong hang núi cũng không thoát khỏi quả của nghiệp. Dạ hết. Con xin được xuống mic. Dạ, kính mời cô tu nữ Như Pháp nha, tiếp theo. Dạ, sa thú kính cảm ơn Minh Quách Tha Nã. Nam mô Bích Tha Giá. Một lần nữa con thành kính đảnh lễ Đức Như Pháp, kính chào đạo tràng. Dạ, cảm ơn cô Rạng Đông cho Như Pháp biết được tín hiệu. Dạ, con xin được ôn bài câu pháp của kinh số 128. Dạ, cho Như Pháp coi lại bài. Dạ, thấy hình như có cái gì sai sai trong này rồi. Cho con một chút xíu.
Dạ, cảm ơn Châu Khoan cho Như Pháp biết được tín hiệu. Dạ, con xin ông bài ca khúc của kinh sở 128. Na an ta lịch khe na sam mùa đa mát chê na bát bát ta năng vi hoa răng bà quyết sa na quyết chất tì sơ. Cha gạch tiết bà đề sơ và thả chi tăng nạp bà sa hay cha mát chúc. Vị Quang Thanh chờ chút xíu nha. Rồi Quang Thanh lại rớt mạng nữa rồi. Na an ta lịch khe na sam mùa đa mát chê đạp bát bát tà năng vi hoa răng bà quyết sa na quyết chất tì sơ chà gạch tiếp bát đề sơ và thà thì tăng nạp bà say nạp bà sa hài mát chú. Không trên trời giữa biển, không đánh vào động núi, không chỗ nào trên đời trốn khỏi tay thần chết. Và đây là bản của Ngài Hòa Thượng Minh Châu. Dạ, con xin được kể. Na an ta lịch khê na sa mốt đa mát chê na bát bát ta năng vi hoa răng ba quyết sa na quyết cha ti sơ gạt ta tim ba đệ sơ dạ tha thi tăng nạp ba sẽ hay gia mát chù. Dạ, cảm ơn Minh và Thanh Ái đã cho bài học và Như Pháp xin đọc duyên sự của câu Pháp Quốc Kinh số 128 rồi. Mời mời Quang Thanh nha. Dạ. Vua Sức Pháp Bút Thá, hữu thân của công chúa Gia Sô Tha Ra, tức giận Đức Phật vì Ngài bỏ con gái của vua mà ra đi và làm lễ xuất gia cho hoàng tử Đê Quá Đát Tá, nên lấy làm tức giận, không ngừng quấy rối Đức Phật. Một lần nọ, Đức vua đã ra định đóng các cổng thành cản trở, không cho Đức Phật và chư tăng đi khất thực. Đức Phật nhận thấy ác nghiệp của Đức vua quá trầm trọng và tiên đoán rằng nhà vua sẽ chết một cách thê thảm trong 7 ngày. Về phần vua Xuất Mát Bút Thá, khi nghe lời tiên đoán như vậy đã tìm mọi cách để cố tránh tai họa. Đức vua cho mang tất cả đồ vật như nhu dụng của mình lên tầng lầu thứ 7, sai người dẹp bỏ cầu thang rồi đóng cửa cái lại. Tại mỗi cửa của mỗi tầng lầu, Đức vua bố trí 2 người được sĩ canh gác và dặn họ: nếu thấy trẫm dễ vui muốn đi xuống lầu, 2 người hãy ngăn cản lại. Nhưng do ác nghiệp quá nặng, sau cùng Đức vua cũng phải chịu một cái chết vô cùng ghê gớm, bị đất rút. Qua ý nghĩa này cho thấy dù con người có trốn ở trời hay dưới biển, hay nang núi cũng không trốn tránh được tử thần. Dạ, con đã đọc và kể như con đọc duyên sự xong. Dạ, con thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức Như Pháp, kính cảm ơn đạo tràng. Mời Quang Thanh nha. Con kính lễ ba ngôi Tam Bảo, ân Đức Phật, ân Đức Pháp và ân Đức Tăng. Con kính đảnh lễ thượng tọa Minh Hạnh, đại đức Tịnh Đạt và quý sư hiện diện trong đạo tràng. Con kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Con kính lễ cô tu nữ Tuệ Duyên và cô tu nữ Pháp. Dạ, con kính cảm ơn cô tu nữ Như Pháp, Châu Phan và Pháp Nguồn Lào Cai đã cho con biết được tín hiệu nghe rõ. Và con xin đọc 128 ạ. Dạ, cho con xin bài vậy ạ. Dạ vâng, con cảm ơn chú Quát Thà Na đã bót bài cho con ạ. Na an ta lít khê na sam mút đa mách chê na ba ba ta năng quy hoa rằng ba quyết sa na quy cha ti so cha ga tip ba đề so rat thi tạp pa sa hay ra mạch chu na an ta lít khê là sam mô đan mạch chê
Na ba ba ta năng quỳ qua răng ba quýt xa Na quýt cha ti so cha ga ti ba đê so Đạt tha ti tăng na ba sa hay ra mạch chu Không trên trời dưới giữa biển Không lánh vào động núi, không chỗ nào trên đời trốn khỏi tay thần chết. Đấy là của bản dịch Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con cảm ơn cô giọng. Đông đã bóp xin là phép đọc nguyên sự. Vua Súc Bá Bút Thá, phụ thân của công chúa Ra Sô Thá Ra, tức giận Đức Phật vì Ngài bỏ con gái của vua ra đi và làm lễ xuất gia cho Hoàng tử Đê Quá Tát Tá. Nên lấy làm tức giận, không ngừng quấy rối Đức Phật. Một lần nọ, Đức Vua đã ra lệnh đóng các cổng thành cản trở, không cho Đức Phật và Chư Tăng đi khất thực. Đức Phật nhận thấy ác nghiệp của Đức Vua quá trầm trọng và tiên đoán rằng nhà vua sẽ chết một cách thê thảm sau 7 ngày. Về phần vua Súc Bá Bút Thá, khi nghe lời tiên đoán như vậy đã tìm mọi cách để cố tránh tai họa. Đức Vua cho mang cả đồ vật nhu dụng của mình lên tầng lầu thứ 7, sai người dẹp bỏ cầu thang rồi đóng cửa cái lại, cài lại. Tại mỗi cửa của một tầng lầu, Đức Vua bố trí hai người lực sĩ canh gác và dặn họ nếu thấy chậm dễ ruôi muốn đi xuống lầu, hai người hãy ngăn cản lại. Nhưng do nghiệp quá nặng, sau cùng Đức Vua cũng phải chịu một cái chết vô cùng ghê gớm bị đất rút. Qua ý nghĩa này cho ta thấy dù con người có trốn ở trên trời, dưới biển hay hang núi cũng không trốn được tử thần. Dạ, con đã đọc xong ạ. Con cảm ơn quý sư và đạo tràng. Dạ, con xin kính mời vị kế tiếp ạ. Dạ, sa thú kính cảm ơn Văn Thành. Nam mô Bích Hai giá. Dạ, con nghĩ là không còn bàn tay của vị nào nữa. Con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh Đại Đức Tịnh Đạt trở lại đạo tràng để đúc kết bài học ngày buổi ôn tập ngày hôm nay. Dạ, con kính nhân Bích Đến Sư ạ. Dạ, cảm ơn Văn Thành. Dạ, sa thú lần thai. Dạ, cảm ơn cô Nhật Quỳnh, cô Như Pháp. Dạ, cảm ơn quý vị cho biết được tín hiệu âm thanh. Ngày hôm nay chúng ta ôn ba câu kệ ngôn Pháp Cú 126, 127 và 128 là ba câu kệ ngôn kết thúc trong cái phẩm Papawak, các phẩm ác. Thì thưa quý vị rằng như lúc đầu Tịnh Đạt có trình bày đó, thì ngày hôm nay ba câu kệ ngôn này nó có một cái ý nghĩa mà thật sự ra là một cái bài học cảnh tỉnh cho mỗi người chúng ta học một cái bài học. Ở trong Phật giáo á, nói về cái ác, nói về cái quả của nghiệp ác á, nó không có mang ý nghĩa là hù dọa, không có mang cái nghĩa hù dọa. Thường á, khi mà ở trong gia đình, ở trong xã hội đó, chúng ta dạy những đứa bé, nhưng mà theo cái thói quen để mà ngăn đứa bé làm cái
việc xấu, ngăn đứa bé đừng có tập có thói quen xấu, thì người lớn hay mang cái trò hù dọa. Hù dọa, nếu mà làm như vậy thì không tốc kẹt kẻ để mà bị trách nhiệm. Biết sợ theo cái nhận định của mình, không phải chúng ta sợ không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Chúng ta sợ bị đày đọa, hay là chúng ta sợ khi mà chúng ta phải bị của, bị tai ương, rồi bị những người thân xung quanh mình bị thế này thế nọ. Mà chúng ta học được một cái bài học, khi mà mình làm ác nghiệp đó, thì cái quả ác nghiệp nó trổ sanh tương ứng, và nhiều khi nó còn mạnh gấp nhiều lần. Giống như là trong trường hợp mà chúng ta học ngày hôm nay, một cái hình ảnh đó là một con quạ bị thiêu chết khi mà đang bay trên trời. Một cái cô thiếu phụ bị nhấn chìm ở dưới lòng đại dương. Và nhóm các vị tỳ kheo bị nhốt, bị một cái nạn đó là bị đất sụp đó, đất lở, đá lở, nhốt ở trong một cái hang động suốt 7 ngày. Thì chính do cái ác nghiệp đã tạo, đã làm mà bây giờ nó trổ sanh, làm có một lần một chút xíu thôi, mà nó phải trổ sanh là trả quả nhiều đời nhiều kiếp và bị đọa vào địa ngục vân vân. Thì qua cái hình ảnh đó, chúng ta sẽ học ra một cái bài học, đó là chúng ta ngán ngẩm cái việc mà tạo ác và phải chịu quả khổ đau, chứ hoàn toàn là không phải là một cái điều gì đó mà răn đe, không phải hoàn toàn là một cái gì đó là một cái điều hù dọa, mà đó là một cái sự thật. Chúng ta tin và chúng ta hiểu biết về cái sự thật đó, chứ hoàn toàn là không phải là mơ hồ. Điều này là điều mà chúng ta thấy rằng qua cái bộ Kinh Pháp Cú, và nhất là phẩm ác, phẩm Pa Ba Quát Giá này, chúng ta thấy được rất là nhiều bài học mà làm ác. Có một cái ví dụ mà Tịnh Đạt vừa nghĩ đến, đó là trong cái việc đời sống của mình đó, mình làm thiện, mình làm ác đó, thì Tịnh Đạt có một cái suy nghĩ, đó là tại vì Tịnh Đạt đang chuẩn bị mua thêm một cái gói bảo hiểm. Lúc trước giờ thì chỉ xài bảo hiểm y tế thôi, bây giờ thì mua thêm một cái gói bảo hiểm về nhân thọ, bảo hiểm về tai nạn, bảo hiểm bệnh tật. Thì qua cái bài học này nghe quý vị ngồi đọc đó, thì Tịnh Đạt lại suy nghĩ rằng cái bảo hiểm mà mình chuẩn bị tới đây đó là cái bảo hiểm để cho mình an tâm khi mà mình gặp sự cố không may, khi mà mình bị bệnh, hay là mình đi mà bị tai nạn lao động, bị tai nạn giao thông vân vân, thì cái bảo hiểm đó sẽ hỗ trợ tài chính để mà mình chi trả. Và nhiều khi đó, khi mà mình trong cái thời gian bảo hiểm mà mình có hết tuổi thọ, mình mất đó, thì khoản để mà kinh phí để cái là hậu sự, thì đó là cái phần mà bảo hiểm. Nhưng mà đến với Phật giáo, mình cũng có một cái gói bảo hiểm nếu mà mình tác ý. Quý vị còn nghe rõ không ạ? Cái bài học ngày hôm nay đó, nó liên quan đến một cái vấn đề là bảo hiểm về cái gọi là làm sao để mà không xảy ra cái sự cố, làm sao để không xảy ra sự cố ngoài ý muốn. Giống như là nói rằng là mình mua cái bảo hiểm trong cái đời sống của mình á, trong cái nghiệp lực của mình, bảo hiểm nghiệp lực hay là bảo hiểm luân hồi, thì chúng ta cũng cần nên mua cái gói bảo hiểm đó. Và cái cách mua đó là chúng ta phải chi trả bằng cách
làm các đức. Tính chính các công đức này, chính các cái phí mà chúng ta chi trả khi mà chúng ta đóng đồng ý một cái hợp đồng bảo hiểm về nghiệp lực, nghiệp báo, bảo hiểm luân hồi, thì chính cái lợi nhuận, cái lợi ích đó là sẽ giữ cho bản thân mình không có rơi vào những cái ác nghiệp. Chính vì không có tạo ác nghiệp thì sẽ không có bị quả ác nghiệp nó trổ sanh, nó khiến, nó gây ra những cái sự cố ngoại ý muốn. Nà, đây là một cái điều mà Tịnh Đạt chợt nhớ ra, liên quan đến mà vấn đề mà Tịnh Đạt đang suy nghĩ. Thì mong quý vị chúng ta hãy tác ý và quan tâm đến cái việc đó là giữ gìn thân khẩu ý của mình, tránh cho phải làm những cái việc mà không nên làm. Và cho dù đó là vì mình, vì người thân của mình, vì mình hay là vì người, thì chúng ta cũng không nên tạo những cái ác nghiệp. Bởi vì khi mình tạo ác nghiệp như vậy đó, thì mình chỉ chịu quả khổ đau rất là lâu dài, rất là thê thảm. Và phải nói rằng giống như là nghiệp chồng nghiệp. Cái nghiệp khổ đau, cái nghiệp mà đau khổ của ác nghiệp mình đã tạo đó, nó trổ sanh đó, nó là cái duyên để cho mình. Quý vị hãy tin điều đó. Bởi vì giống như là thí dụ bây giờ một người làm ác, sanh làm thú, tái sanh là sau khi chết sanh làm thú, thì bản thân con thú nó cũng đi tái, nó cũng đi sát sanh tiếp. Tại vì thú thì nó không có biết thiện biết ác, nó chỉ là biết sát hại vì thức ăn. Hoặc là tái sanh là làm người mà do cái ác nghiệp lại là làm người khốn khổ, thiếu thốn, thì cái hoàn cảnh đó nó đưa đẩy là cái điều kiện để mà tạo cái ác nghiệp mưu sinh. Thưa quý vị rằng chúng ta hãy hiểu thấu đáo cái vấn đề này để mà nhìn rõ. Không phải những lời Phật dạy, những cái hình ảnh mà chúng ta học, chúng ta thấy trong cái duyên sự đó, nó ghê gớm, nó rùng rợn, như là Đức Vua Subhabhutha bị đất rút. Không phải những cái hình ảnh đó là cái hình ảnh hù dọa mình, mà là những cái hình ảnh răng đe, làm cho chúng ta luôn luôn lúc nào cũng phải cảnh giác, cảnh tỉnh. Thì đó là cái phần mà Tịnh Đạt muốn gợi ý thêm qua cái phần ôn tập ngày hôm nay, câu số 126, 127 và 128. Thì như vậy thưa quý vị rằng nếu không có cái gì thay đổi thì tuần sau chúng ta sẽ tiếp tục. Tuần sau chúng ta sẽ tiếp tục cho quý vị đợi cho chút xíu. Tiếp tục cho phẩm câu kệ ngôn kế tiếp ở phẩm Đao Trượng, câu số 129 liên quan đến nhóm luật sư Chappakiya Phikhu, câu số 130 cũng liên quan đến nhóm luật sư Chappakiya Phikhu, số câu số 131 và 130. Tích truyện lũ trẻ đập rắn Sampahu Lahu Kumara Kumaraka. Thì chúng ta sẽ có tổng cộng là 4 câu kệ ngôn pháp cú và 3 cái duyên sự, từ câu số 129 đến số 132. Thì nếu như không có cái gì thay đổi thì chúng ta sẽ tiếp tục cho cái phần ôn tập này. Dạ. Nhân nữa xin được tri ân chư tăng và tất cả quý vị đã tham gia diễn đàn Pháp Cú Kinh và tham gia lớp học ôn tập cuối tuần này. Và một lần nữa xin kính chúc chư tăng và toàn thể quý vị được sự an vui tăng hóa. Nam mô Bụt Thầy. Nhà kính mời cô Cẩm Vân trở lại với diễn đàn ạ. Dạ, sa thú lành thai, chúng con kính tri ân Đại Đức Tịnh Đạt đã hướng dẫn chúng con ôn tập cuối tuần ngày hôm nay.
Và chúng con kính tri ân Đại Đức Tịnh Đạt. Và con kính thỉnh Thượng Tòa, con kính thỉnh Đại Tuệ Đức chúc phúc cho rung chúng con được trọn vẹn phước báo. Và con kính dâng bích đến Đại Đức Tuệ Đức. Nam Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Con thành kính đến lễ ân Đức Tam Bảo. Con thành kính đến lễ Thượng Tọa Minh Hạnh Đại Đức Tịnh Đạt cùng Chư Tôn Đức Tăng. Kính chào toàn thể đạo tràng. Con xin thay mặt Chư Tăng để phúc chúc phước báo đến toàn thể đạo tràng ạ. Thavatu sabba mangalang rakhantu sabba devata sabba buddha nufa ve na sabba thamma nufa ve na sabba sangha nufa ve na sada sotti va hoàn tu te. Tất cả phước báo hằng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người. Do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự thạnh lợi thường thường đến người. Sitiya chanagatha sikthama tu sikthama tu sikthama tu idang phalang etasmin ratanatajasmin sambasadana che taso. Cầu xin dụ quả của tâm tinh thành Tam Bảo cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Và sa thú lành thai, chúng con kính tri ân Thượng Tòa.